Đám tang của ba người chết trong vụ nổ súng ở Yên Bái đang gây nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Trong khi báo chí trong nước đưa tin nhiều về lễ tang của ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh này, thì hầu như không có tờ báo nào nhắc tới đám tang của nghi can Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh. Tin ban đầu cho biết ông Minh là người bắn chết hai ông Cường và ông Tuấn và cuộc điều tra theo báo chí trong nước vẫn đang tiếp diễn. Truyền thông Việt Nam đưa tin tang lễ dành cho hai quan chức trên diễn ra theo nghi thức cấp cao. Trong số những người tới viếng hai ông Cường và ông Tuấn có nhiều bộ trưởng, trong đó có ông Tô Lâm, người đứng đầu ngành công an. Theo báo điện tử Tiền Phong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng đã gửi vòng hoa kính viếng hai cựu quan chức này. Ông Nguyễn Hồng Sơn, một người dân sinh sống gần nhà nghi phạm, cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ bắn người gây chấn động không chỉ cho tỉnh Yên Bái mà còn cho cả nước. Cư dân này cho biết thêm về tình trạng các cơ quan đoàn thể không được cho mang hoa tới viếng ông Minh. Lãnh đạo á, lo là nó cấm, nó không cho các cơ quan đoàn thể đến vòng hoa. Các cấp dưới phải nghe theo, bây giờ làm trái ý thì vậy. Đôi khi vậy, công việc của mình nó lại không được ổn đấy. Nó không thể cấm người đến. VOA Việt ngữ không thể liên lạc để phỏng vấn với các quan chức tỉnh Yên Bái để xác nhận thông tin này. Ông Sơn nói thêm rằng nhiều quan chức ở Yên Bái không được lòng dân vì dân đã nghèo, tham nhũng lại nhiều. Các bức ảnh về lễ tang, tang lễ lặng lẽ của nghi can Đỗ Cường Minh đăng trên Facebook hôm 20 tháng 8 đã được gần 30.000 like, trong khi clip về tang lễ của hai quan chức tỉnh Yên Bái được gần 800 người like. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng viết dưới các bức ảnh lễ tang của ông Minh, xin trích: "Chúc ông yên giấc ngàn thu, không ai biết rõ được động cơ nào của ông, còn ai đứng đằng sau chuyện này không, nhưng nếu quả thật ông bắn thì đây là một quyết định có tính toán, dễ gì người ta bỏ tất cả để chơi đến cùng." Luật sư Hà Huy Sơn cho biết rằng, qua thông tin trên báo chí trong nước, ông chỉ suy đoán về chuyện quan chức mâu thuẫn về quyền lợi, tranh giành quyền chức thì họ xử nhau thôi, và nói thêm rằng ông không chắc chắn được vì không có bằng chứng. Ông nói thêm về việc đưa tin này của báo chí Việt Nam. Tin của báo chí thế là nó cũng không có khách quan và không có cái pháp lý. Vì luật pháp Việt Nam nó quy định ai có tội hay không thì phải có bản án của tòa kết luận, nó có hiệu lực thôi. Chứ còn thì ngay cơ quan điều tra có khẳng định là ai là nghi phạm thì cũng chưa thể khẳng định rằng là thủ phạm hay là tội phạm của cái vụ giết người ấy được. Nói chung là cái báo chí Việt Nam theo cái sự chỉ đạo của lãnh đạo của đảng, mà cái nghị quyết của đảng thì người ta nói là nó là trên cả hiến pháp, trên cả pháp luật. Ông Sơn nói thêm rằng theo quy định của tố tụng hình sự, nghi phạm chết thì người ta đình chỉ vụ án, không điều tra nữa. Luật sư này nói tiếp rằng nếu người ta điều tra mà không tìm ra được người thứ tư là thủ phạm hay liên quan thì không có cơ sở để khẳng định ai là thủ phạm trong vụ này và vụ án chấm hết. Hôm 18 tháng 8, truyền thông trong nước dẫn lời cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã chính thức khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, trong khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nhanh chóng có mặt tại tỉnh này để chỉ đạo giải quyết vụ việc.